Sáng sớm ngày 6 tháng 8 xảy ra một trận động đất ở huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Các tỉnh Hà Nam và Hà Bắc đều cảm nhận địa chấn mạnh. Trận động đất lần này phát sinh ở vùng địa chấn Hoa Bắc. Gần đây, vùng này đã xảy ra các trận động đất quan trọng trong lịch sử Trung Quốc. Ví dụ như trận động đất Hình Đại năm 1966 và trận động đất Đường Sơn năm 1976. Đây cũng là 10 năm hoạt động chính trị náo nhiệt nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ riêng năm 1976, đã có nhiều nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần lượt qua đời, trong đó có Mao Trạch Đông. Giờ đây, hiện trạng ở Trung Quốc cũng tương tự với năm đó. Các loại thiên tai nhân họa thường xuyên xảy đến, kinh tế đối mặt với suy thoái nghiêm trọng, lòng dân trong xã hội bất mãn đến cực điểm. Người Trung Quốc giảng thiên nhân hợp nhất, trời đất biến đổi trước, sau đó toàn bộ tình thế xã hội cũng sẽ theo đó mà phát sinh biến hóa to lớn. Vào lúc 2 giờ 33 phút ngày 6 tháng 8 năm 2023, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter đã xảy ra ở huyện Bình Nguyên, thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông. Với tâm chấn ở độ sâu 10 km, tâm chấn của trận động đất nằm gần thôn Vương Đạo Quái, thị trấn Vương Đạo Quái, huyện Bình Nguyên. Trận động đất được cảm nhận mạnh ở Hà Nam và Hà Bắc. Tính đến 8 giờ ngày 6 tháng 8, đã có 59 dư chấn được ghi nhận. Do ảnh hưởng của động đất, hàng chục chuyến xe lửa ở Trung Quốc đã ngừng hoạt động. Nhiều cư dân đến từ tỉnh Sơn Đông nói với hãng thông tấn Hoa Lục đệ nhất tại Kinh rằng khi xảy ra động đất thì người dân ở Tế Nam có thể cảm nhận rõ ràng. Đồng thời, nhiều người dân ở các địa khu như Bắc Kinh, Giang Tô, An Huy cũng cho biết họ cảm nhận rõ ràng về trận động đất này. Một chủ nhà hàng thịt nướng ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông nói với hãng thông tấn này rằng khi xảy ra trận động đất thì mặt đất rung chuyển, trên bầu trời lóe lên hai luồng ánh sáng màu trắng. Trận động đất xảy ra ở tỉnh Sơn Đông đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dân chúng. Các chủ đề liên quan như trận động đất ở Sơn Đông và tại sao cảm nhận động đất ở Sơn Đông được truyền xa đến vậy đã nhanh chóng xuất hiện trên bảng tìm kiếm nhanh của Weibo. Một số cư dân mạng Trung Quốc đã đăng tải lên Weibo: ông tôi nói ông đã sống ở Sơn Đông 90 năm, nhưng chưa từng trải qua một trận động đất nào. Ngày 7 tháng 8, ông Thạch Sơn, chuyên gia về vấn đề Trung Quốc đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times rằng, theo khái niệm địa chất học, động đất là do hoạt động đất gãy gây ra. Ông nói, khi mỗi mảnh kiến tạo địa chất bắt đầu dịch chuyển, thì áp lực ở giữa tầng đất gãy sẽ càng ngày càng lớn. Khi áp lực này được phóng thích, thông thường sẽ không chỉ một lần, mà là phóng thích hàng loạt. Ngay khi quá trình phóng thích hoàn tất, hoạt động địa chấn sẽ theo đó mà lắng xuống trong một khoảng thời gian. Sau đó lại dần dần tích lũy và lại bắt đầu phóng thích. Ông Thạch Sơn nói, tất nhiên, chúng ta không thể nói hiện tại vùng địa chấn bắt đầu hoạt động trở lại, vì vành đai đất gãy Hoa Bắc gần đây đã phát sinh 3 lần động đất mạnh, khoảng 5 độ Richter, kể từ năm 2020 cho đến nay. Cho nên mọi người lo lắng rằng liệu điều này có đồng nghĩa với một loạt hoạt động địa chấn sắp sửa bắt đầu hay không? Vì lần trước là trận động đất Hình Đại và trận động đất Hải Thành ở tỉnh Liêu Ninh, tiếp theo là trận động đất Đường Sơn. Khoảng cách thời gian giữa các trận động đất này là 10 năm. Lần này có lẽ là từ năm 2020 cho đến nay, cũng đều diễn ra ở khu vực Hoa Bắc và xung quanh biển Bột Hải. Vành đai địa chấn chính là vành đai đứt gãy. Khi một số mảnh kiến tạo ép sát vào nhau, khu vực nứt ra ở giữa gọi là vành đai đứt gãy. Vành đai đứt gãy thông thường cũng là vành đai địa chấn, sẽ tương đối hoạt động, trong vài chục năm qua đều khá yên tĩnh. Mọi người lo lắng hiện nay chu kỳ hoạt động địa chấn đang quay trở lại. Đây có lẽ là vấn đề khiến các nhà địa chất lo ngại. Về vấn đề cư dân mạng Trung Quốc nói rằng chưa từng xảy ra động đất ở Sơn Đông trước đây, ông Thạch Sơn cho biết, miễn là một khu vực nằm trên vành đai địa chấn thì đều có khả năng phát sinh động đất. Ông nói,
và nay đứt gãy có nơi yếu nhất, tức là nơi dễ xảy ra động đất nhất. Cũng giống như cái chai chứa đầy nước, khi cái chai chịu áp lực lớn, thì điểm yếu nhất trên cái chai dễ bị vỡ ra. Khi vành đai địa chấn phóng thích áp lực, thì tâm chấn thông thường sẽ không ở cùng một vị trí, mà sẽ nằm trên toàn bộ vành đai địa chấn đó. Ngày 6 tháng 8, ông Sa Hoành Niên, một cây bút kim nhà hoạt động dân chủ người Hoa ở Hoa Kỳ, đã chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Epoch Times rằng năm nay là một năm thảm họa lớn ở Trung Quốc, tai nạn xảy ra liên miên. Ông nói, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã để COVID-19 lây lan từ Trung Quốc ra toàn thế giới. Điều này đã gây ra thảm họa to lớn ở cả Hoa Lục và trên toàn thế giới. Năm nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dốc sức thúc đẩy chiến dịch gọi là Thủy Đạo Thượng Sơn, lúa nước lên núi, dẫn đến việc chặt cây trên quy mô lớn. Đến nay, lũ lụt và động đất liên tiếp phát sinh. Ông Quý Đạt cũng chia sẻ với The Epoch Times rằng trận động đất Sơn Đông lần này xảy ra trong vùng địa chấn Hoa Bắc của Trung Quốc. Chu kỳ hoạt động lần trước của vùng địa chấn này là trận động đất Đường Sơn ngày 28 tháng 7 năm 1976. Trước và sau khi xảy ra trận động đất Đường Sơn, các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc như Chu Ân Lai, Chu Đức, Mao Trạch Đông đã lần lượt qua đời. Ngoài ra, vào tháng 3 năm 1976, còn có một khối thiên thạch rơi xuống Cát Lâm. Đó là một năm đầy biến động của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào tháng 3 năm nay, một siêu sao băng màu xanh lam đã xuất hiện ở Bắc Kinh, phát nổ hai lần trên không trung. Điều này khiến người ta không khỏi liên tưởng tới năm 1976, với đầy rẫy dị tượng thiên tai nghìn năm có một. Năm 1976, Mao Trạch Đông qua đời sau trận động đất Đường Sơn 43 ngày. Vào năm 1976, bệnh tình của Mao Trạch Đông rất nghiêm trọng. Vào năm đó, ở Trung Quốc xuất hiện dị tượng liên miên, tương ứng với sự qua đời của ba nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và một cuộc đảo chính ở Trung Nam Hải. Vào lúc 3 giờ 42 phút 53 giây ngày 28 tháng 7 năm 1976, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Năng lượng phóng thích từ vụ nổ dữ dội bên trong lớp vỏ trái đất nằm dưới mặt đất 16 km, tương đương với 400 quả bom nguyên tử ở Hiroshima. Nó đã khiến thành phố Đường Sơn với dân số 1 triệu người lập tức bị san thành bình địa. Mà Đường Sơn là nằm ở Hà Bắc, ngay sát cạnh Bắc Kinh, trung tâm đầu não của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi xảy ra động đất, bên trong Trung Nam Hải đột nhiên rung chuyển. Giường bệnh của Mao Trạch Đông cũng liên tục rung chuyển. Nhân viên công tác lập tức tìm biện pháp giải quyết để đồ đạc trong phòng không rơi trúng người. Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 28 tháng 7, nhân viên công tác đã báo cáo thảm họa động đất cho Mao Trạch Đông. Theo lời kể của ông Vương Tân Đức, một thành viên trong nhóm y tế của Mao Trạch Đông lúc xin tiền, sau khi bí thư đến báo cáo, Mao đã bật khóc. Và đây là lần đầu tiên ông thấy Mao gào khóc. 3 ngày sau trận động đất, một báo cáo về trận động đất ở Đường Sơn được gửi đến giường bệnh của Mao Trạch Đông. Vào thời điểm này, bệnh tình của Mao đã trở nặng. Ngay cả nói chuyện cũng khó khăn. Nhưng Mao vẫn kiên trì xem xong bản báo cáo này. Ngày 18 tháng 8, thông báo về cứu trợ động đất ở Phong Nam Đường Sơn là văn kiện cuối cùng của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mà Mao Trạch Đông đã đọc và phê chuẩn lúc xin tiền. Ngày 9 tháng 9 năm 1976, 43 ngày sau trận động đất Đường Sơn, Mao Trạch Đông qua đời. Với tổng trọng lượng là 2.770 kg, tháng 4 năm 1976, Mao Trạch Đông đã gọi người hầu cận của mình là bà Mạnh Cẩm Vân đọc tin tức cho ông ta nghe. Sau khi nghe tin thiên thạch rơi xuống Cát Lâm, Mao tự biết thọ mình đã tận và thẫn thờ suy nghĩ hồi lâu. Mao nói với bà Mạnh Cẩm Vân rằng nhiều vĩ nhân trong lịch sử đều xem thiên thạch rơi xuống từ trên trời là điềm báo trước khi họ qua đời. Và buổi chiều hôm đó,
Mao Trạch Đông đã nhiều lần đứng trước cửa sổ hồi lâu, ngắm nhìn bầu trời đang tối dần. Theo ghi chép trong cuốn sách Những năm tháng cuối đời của Mao Trạch Đông, của tác giả Quách Kim Vinh, khi ấy Mao đã bị một loại cảm xúc bao trùm. Trên khuôn mặt ông lộ vẻ suy tư, bất an, kích động. Mao gọi bà Mạnh Cẩm Vân mở rèm cửa sổ. Mao đứng bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn thật lâu về phía chân trời và ánh tịch dương dần tắt. Khi ấy bà Mạnh Cẩm Vân nói, lúc bà còn nhỏ từng nghe mẹ kể rằng, vào một đêm nọ, một tảng đá lớn bất ngờ rơi xuống ven rìa của một ngôi làng ở quê nhà. Nhưng bà không tin vào điều đó. Mao Trạch Đông nói, ồ, tôi tin điều đó. Trung Quốc có một học thuyết gọi là thiên nhân cảm ứng. Học thuyết này nói rằng khi nhân gian có biến hóa to lớn nào đó, đại tự nhiên sẽ có những biểu hiện để dự báo một chút cho con người. Lành có điềm lành, dữ có điềm dữ. Mao tiếp tục nói, trời rung đất chuyển, từ trên trời rơi xuống một tảng đá lớn, chính là sắp có người qua đời. Khi Gia Cát Lượng và Triệu Vân trong Tam Quốc Diễn Nghĩa qua đời, đều có tảng đá rơi xuống làm gãy cột cờ. Các vị nhân và danh nhân thực sự không giống với người thường. Mao đã thể hiện một sự kích động hiếm thấy khi nói những lời này. Cổ nhân cho rằng, thiên thể biến đổi tương ứng với biến hóa ở nhân gian. Đạo gia vẫn lấy quan sát thiên tượng ban đêm để xem quốc vận thịnh suy cho quân vương, dự đoán quốc gia đại sự như quyền vị và sinh tử của quốc vương. Thiên tượng còn gọi là hiện tượng thiên văn, tượng trưng cho thiên ý, còn gọi là ý chí bất biến của vũ trụ. Hiện tượng thiên thạch cũng là một trong những thiên tượng trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Trời giáng thiên thạch thông thường được xem là điềm báo trước sẽ có đại sự phát sinh. Hơn nữa, phần lớn đều là điềm dữ. Dân gian Trung Quốc lưu truyền rằng, trong năm mới có mưa thiên thạch, ba mảnh thiên thạch lớn nói trên, rơi xuống ứng với dương thọ của ba nhân vật lớn đã tận. Cùng năm đó, ở Trung Nam Hải đã xảy ra một cuộc đảo chính. Vào ngày 6 tháng 10 năm 1976, những người như Hoa Quốc Phong, Diệp Kiếm Anh, Lý Tiên Niệm, với sự ủng hộ của Uông Đông Hưng, đội trưởng đội cảnh vệ Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bắt giữ tứ nhân bang, bao gồm Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiều và Diêu Văn Nguyên, cùng với đó là những người ủng hộ nhóm này. Sau đó, tất cả đều bị mang ra xét xử. Sự kiện này cũng đánh dấu sự kết thúc của cuộc cách mạng văn hóa. Các nhà bình luận cho biết, tình trạng hiện nay ở Trung Quốc rất giống với năm 1976. Vào năm đó, khi xảy ra động đất ở Đường Sơn, xã hội cũng lan truyền nhiều tin đồn, kinh tế nằm trên bờ vực sụp đổ, cuộc sống của bách tính nghèo khó, dân chúng oán thán khắp nơi, rất giống với tình trạng hiện nay của người dân ở Trung Quốc. Ngoại giới cho rằng, nền kinh tế của Trung Quốc hiện tại cũng đã đến bờ vực sụp đổ. Hoàn cảnh toàn thể xã hội vô cùng khắc nghiệt. Năm nay, Trung Quốc không chỉ phát sinh sự kiện mưa thiên thạch, mà sau đó còn có lũ lụt. Và bây giờ lại xảy ra động đất. Người Trung Quốc thường hay nói thiên nhân hợp nhất, trời đất biến đổi trước, sau đó tình thế xã hội ở nhân gian cũng sẽ theo đó phát sinh biến hóa to lớn. Sau khi Mao qua đời, tứ nhân bang trong đó có vợ Mao là Giang Thanh bị bắt. Đặng Tiểu Bình trở lại Trung Nam Hải, đánh đổ Hoa Quốc Phong trong cuộc chính biến tranh giành quyền lực, trở thành lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi Đặng lên nắm quyền, toàn bộ chính sách dưới thời Mao thay đổi. Trung Quốc dẹp bỏ cách mạng văn hóa, mở cửa cải cách, thân Mỹ chống Liên Xô. Thật sự là những biến động long trời lở đất. Theo quý vị, Trung Quốc liệu có xuất hiện biến động lớn gì trong năm nay hoặc một vài năm tới hay không? Triều đại mà Chủ tịch Tập Cận Bình xây dựng đang có những nét tương đồng đến kỳ lạ với triều đại của Mao Trạch Đông khai lập. Rốt cuộc,
thì chuyện gì sẽ xảy ra với nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đây? Xin quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới để giúp chúng tôi giải đáp thắc mắc này. Hy vọng là quý vị đã yêu thích video ngày hôm nay và ấn đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.